Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thực tập cắt trên đầu kem. Với bài cắt là bài chiếc lá bầu ha. Thì đối với cái bài chiếc lá bầu này, trước tiên mình sẽ bắt cái chất điểm đầu người ta là một hình chữ nhật. Từ ngay đây, tới ngay đây là điểm gần chán. Mình sẽ bắt một hai điểm bên này một cái hình chữ nhật. Mình sẽ để đây. Vì đây là điểm của trung tâm của cái đầu, cho nên là mình của cái đầu hai bên như thế này nè, cho nên là mình sẽ để mình sẽ cắt cuối cùng ha. Đây là sẽ là bài chiếc lá bầu có tầng thấp nha các bạn. Thì bây giờ mình chia ra từ ngay cái chỗ giữa tay, mình sẽ kích điểm lên chia ra. Bên đây như vậy. Từ giữa người ta mình sẽ chia ra trước. Cái khúc này là mình sẽ cắt sau nha. Từ phía dưới của đầu ha, mình sẽ bắt một cái lớp giữa bàn tay trước. Nếu như tóc dày quá thì bắt dưới bàn tay một chút ha. Nếu bắt đường thẳng như vậy. Rồi. Mình sẽ khi mà cái tóc như vậy ha, mình sẽ căng ngay một cái đường giữa. Mình sẽ cắt trước. Đây mình lấy cái điểm chuẩn, một hồi mình sẽ cắt hai bên sau. Thì cái điểm giữa này mình sẽ cắt tùy các bạn chọn độ dài, các bạn muốn cắt mình phải hỏi khách trước. Mình sẽ cắt ngay đây. Cắt muốn cắt ngắn hay là cắt dài. Thì bây giờ mình sẽ chọn độ dài ngay đây ha. Mình sẽ cắt trước. Khi mà các bạn cắt á, các bạn nhớ đưa chải hai ba lượt để cho cái phần chân tóc nó sẽ vuông góc. Đây là mình sẽ cắt theo là 90 độ ngang nha các bạn. Nè. Cầm cái lượt, không được đưa qua đây cũng không được đưa xéo như thế này. Phải đưa ra giữa như thế này nha. Đó, cái tay mình lúc nào phải đi vuông góc với sợi tóc nè. Thấy không? Mình cắt một đường. Rồi, mình sẽ thả xuống. Thì từ cái đoạn thả xuống này nó sẽ có cái độ tầng thấp ha. Khúc này nó sẽ dài hơn, khúc này nó sẽ có độ tầng nè. Các bạn thấy không? Đó, 90 độ. Rồi, bắt đầu mình sẽ bắt. Mình đã lắp cái khúc giữa làm chuẩn rồi phải không? Mình sẽ bắt từ cái khúc này một cái đoạn khúc giữa qua khúc này ha. Cắt từ bên phải trước. Đây là chiếc lá bầu. Các bạn muốn bầu nhiều hay là bầu bổ ích thì các bạn sẽ chọn. Nếu như mà các bạn muốn bầu nhiều quá, các bạn sẽ đưa ra góc độ xa hơn một chút. Còn nếu như các bạn muốn bầu thấp thì các bạn bầu ích đó, thì các bạn chỉ cần đưa góc độ như thế này thôi, ít lại các bạn cắt ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt một đoạn. Thì cái điểm chuẩn của nó là ở đây đó, nó rớt tóc nè đó. Khi mà các bạn thấy nó rớt tóc nè, đó là cái điểm chuẩn không, các bạn sẽ cắt. À, khi mà nó rớt xuống nó sẽ có cái độ tầng à, các bạn thấy hồi nãy là một cái tóc ngang đúng không, bây giờ nó sẽ đã có cái độ lại bầu rồi ha. Rồi bây giờ bên đây cũng bắt một cái như thế này, các bạn cắt. Thì hồi nãy á, các bạn cắt á, các bạn đưa bên kia á, là như thế này nè, các bạn đưa thấp như vậy, các bạn đưa bên đây như thế này, thì mình cũng phải đưa bên đây như thế này để một hồi hai bên nó bằng nhau. Nếu như mà bên đây bạn đưa như vậy rồi bên đây bạn đưa như vậy là nó sẽ không liền nhau ha. Đó, các bạn phải đưa như thế này thôi. Rồi nè, điểm chuẩn nè, nó rớt điểm chuẩn là mình cắt nè ha. Đó rồi, hạ xuống. Các bạn thấy nó đã ra cái form bầu chưa? Rồi bây giờ các bạn chỉ cần tỉa lại nhẹ một chút cái hình chữ V phần hồng nhẹ nè, những cái phần tóc nào dư các bạn tỉa tóc nó một chút xíu và chỉnh form nó lại ha. Rồi các bạn sẽ so tóc. Nếu như mà hai bên đều nhau có nghĩa là các bạn cắt đúng, đưa về một phía chính giữa như thế này, chính giữa tâm điểm đó ha.
nếu như hai bên này đều nhau nè, các bạn so này đều nhau nè, hai bên đây đều nhau nè, đó là các bạn cắt đúng ha. Còn nếu như mà chưa đều nhau thì các bạn cắt sai, khúc này nó còn hơi dài bên đây nè, thì mình sẽ cắt khúc này lại chút xíu. Bây giờ bên đây mình sẽ cắt nhẹ lại một xíu ha, cho nó đều hết. Rồi, cái này nhỏ xuống. Đó. Khi các bạn so nó đều hết rồi, các bạn sẽ lấy lớp thứ hai làm chuẩn. Các bạn bắt một đường ngang. Ở đằng sau nếu như mà tóc mỏng các bạn có thể bắt 3 lớp, tóc dày các bạn có thể cắt bắt 4 lớp nha các bạn. Rồi. Rồi, tiếp tục là lớp thứ hai nha. Khi các bạn cắt lớp thứ hai, các bạn so cái điểm chuẩn của cái lớp thứ nhất để cắt cái lớp thứ hai thì cái điểm chuẩn của lớp thứ nhất. Lớp thứ hai các bạn cũng cắt 90 độ ngang luôn nha, chạy 2-3 lượt, chạy trong chạy ngoài cho vuông góc, với lại cho cái tóc chân tóc nó vuông góc da đầu các bạn cắt. Thấy không? Đây là cái điểm gai chuẩn của nó nè. Tóc này còn dư dài nè, các bạn cắt. Lưu ý các bạn đây là bài chiếc lá bầu sau đây tầng nha, có độ tầng nha. Rồi, đây, các bạn cắt. Các bạn thả xuống. Các bạn thấy nó có độ tầng không? Có độ tầng nè. Đó, cái phần ở phía dưới nó sẽ dài hơn cái phần ở phía trên, là nó có độ tầng ha các bạn. Rồi, tùy theo các bạn muốn tầng thấp hay tầng nhiều. Nếu như các bạn muốn tầng thấp nữa thì các bạn có thể đưa 45 độ hoặc là các bạn đưa 30 độ các bạn cắt đó. Còn mình thì mình sẽ đưa cái tóc này sẽ là 90 độ ngang ha, cắt hết tóc ha. Rồi các bạn chải lấy cái điểm giữa so với cái điểm này, mình sẽ cắt. Rồi mình sẽ chạy 90 độ ngang nha các bạn. Không, mình sẽ cắt. Các bạn có thể cắt xích xác hoặc là cắt ngay gì cũng được nha. Mình sẽ cắt xích xác cho tóc lai nó nhẹ. Rồi bên đây cũng vậy, lấy một điểm chuẩn ở đây, lấy một điểm chuẩn ở đây, so quanh đây cắt. Đây điểm chuẩn của nó nè, không lớp tóc thì mình sẽ cắt. Rồi các bạn thấy nó có cái độ bầu thấy chưa đó, tóc nó có độ bầu chữ V. Rồi đây là sẽ là lớp thứ ba ha, mình cũng cắt 90 độ luôn. Mình sẽ bắt dọc như thế này, cắt, chải, để trong chỗ ngoài mình cắt ha. Đây là điểm ngay chuẩn nha, dư, cắt luôn. Bắt đầu mình sẽ bắt. Các bạn nếu như mà dày quá các bạn rất từ từ thôi, không cần các bạn rất nhiều đâu, các bạn có thể chia ra 3-4 cách dọc các bạn cắt cũng được ha. Nếu như mà tóc dày quá thì các bạn chia ra. Rồi chúng mình lộ nha. Rồi các bạn lấy cái điểm chuẩn vừa cắt hồi nãy, các bạn soi điểm ra tiếp tục, các bạn cắt. Có điểm gai là các bạn sẽ cắt được ha, bên đây cũng vậy, cái phần nửa này là phần nửa giữa.
điểm chuẩn của mình. Các bạn bây giờ các bạn đã thấy nó có cái độ tầng chưa? Đó. Các bạn muốn nó bầu hay nó nhọn, các bạn sửa lại cái foam này chút xíu nè. Đó. Nếu như muốn bầu nhiều thì các bạn sửa cái foam này chút xíu cho nó bầu. Đó. Và bây giờ mình sẽ cắt hai bên. Mình sẽ đã hai bên xuống nha. Cái khúc giữa này mình sẽ chừa lại ha, cái đỉnh chóp đầu mình sẽ chừa lại. Mình sẽ bắt một cái tép dọc. Mình sẽ bắt cái tép ngang nè. Bắt cái tép ngang. Lấy một phần tóc ở bên trước và một phần tóc ở đằng sau so với nhau. Khi mà mình muốn bầu nhiều mình sẽ đưa ra đằng trước nhiều, mình muốn bầu ít thì mình lấy tóc ít thì mình sẽ đưa ra đằng trước ít thôi. Đó, mình sẽ cái da đầu của nó ngay đây thì mình sẽ đưa xéo qua bên đây một góc nhẹ thôi nè. Đó, mình sẽ đưa xéo qua đây một góc nhẹ thôi. Mình cắt nó ra bầu màu vừa, nó không lấy tóc nhiều. Khi các bạn đưa ra đằng trước nó sẽ lấy tóc nhiều hơn ha. Rồi. Mình cắt một góc 90 độ nha các bạn. Nè. 90 độ ngang so với da đầu. Đó. Lúc nào mình cũng phải so đúng chuẩn nha. Đây cũng vậy. Nè. Thấy to không? Đó. Mình cắt. Khi mình đưa xuống nó có độ tầng lại xuống này. Đó. Rồi mình sẽ cắt tiếp tục lần phần thứ hai ha. Phần thứ hai mình cũng đưa giống y chang nãy luôn. Một góc xéo giống như hồi nãy nha, không được xéo nhiều nha. Khi mà mình cắt lớp thứ nhất xéo tới đây là mình cắt lớp thứ hai cũng chỉ xéo tới đây thôi. Tiếp tục. Rồi, các bạn thấy nó bao tầng chưa? Rồi, khi các bạn cắt xong rồi các bạn sẽ chuẩn bị lại một xíu phơm. Rồi, qua đây. Tiếp tục bên đây cũng vậy ha. Mình sẽ lấy một phần trước bên tay, một phần sau thì mình chuẩn. Mình sẽ cắt một góc độ y chang giống như bên kia, xéo nhẹ thôi. Rồi mình hạ xuống. Đây cũng vậy. Y chang nhìn nha các bạn. Góc xéo như thế này thôi. Tiếp tục cái tóc này cũng vậy. Chúng mới đoạn luôn nha. Chúng mới đoạn ngang so với da đầu.
xuống. Là mình so hai bên coi đều nhau chưa. Khi mình cắt xong mình cũng phải so hai bên. Mấy hai điểm này, mấy hai điểm đằng trước mình so coi nó đều nhau hai bên chưa. Nếu như nó chưa đều nhau hai bên, nó khúc này nó còn dài hơn chút xíu nè. Đó, các bạn phải cắt nhẹ miếng. Các bạn phải cắt nhẹ miếng khúc bên đây. Chỉnh sửa cho nó đều. Bắt đầu mình đứng giữa. Để chớp đầu quan trọng ha. Mình sẽ bắt ở giữa một khúc. Một tép. Mình cắt bài mỏng nha. Mình cũng sẽ lấy một cái phần chấm giữa. Một tép giữa mình cắt. Nguyên tóc thì mình cắt ha các bạn. Hôm nay cũng vậy. Khi các bạn cắt, các bạn lựa chọn vị trí đứng cắt cho phù hợp ha. Nè, dư nè. Hôm nay cũng vậy ha. Hôm nay dư thì mình cắt nha các bạn. Nè, dư nè. Bắt thêm một tép nữa. Bắt thêm một lớp nữa, cắt cái chen này luôn ha. Cũng là 90 độ luôn nha. Rồi nếu như mà cái tóc này, nếu như mà nó ngắn hơn cái tóc này á thì mình không cần phải cắt nữa nha. Tại vì mình lấy tóc dưới mình so với lại tóc trên, chứ không có lấy tóc trên so tóc dưới nha các bạn. Rồi bây giờ nếu như mà cái tóc này là tóc, tại vì tóc giả nó đã có độ tầng sẵn ở trên rồi ha, đầu con kem mới, cho nên là nó sẽ có độ tầng sẵn rồi. Và độ tầng này ngắn rồi cho nên mình không cần so nữa. Giống như tóc khách lúc trước đã cắt, là nếu như mà ở trên ngắn rồi mình cắt nhiều rồi, nó cái độ tầng của nó đã ngắn rồi, mình không cần phải so nữa. Thì mình chỉ so làm sao để cho nó đều với nhau thôi. Đó, độ tầng của nó sẽ như thế này. Mình cắt cho liên kết nhẹ lại. Nếu như nó ngắn rồi thì mình chỉ cần cắt cho nó liên kết lại thôi nha các bạn. Ví dụ cái phần này nó ngắn như sao. Đó, mình cắt như vậy. Cầm như thế này là mình thấy à. Cho nó ngắn vậy là thôi. Khúc này nếu như mà nó dày hơn thì mình sẽ so, mình cắt nè. Nó dài nè. Đó, cắt bớt nè. Nó sẽ là một tầm cho các bạn ha. Bên đây cũng vậy. Bắt thêm một lần nữa. Cái cuối cùng ha. Các bạn thấy cái tóc nó đã có tàu tàu rồi. Nó không có phải còn cái độ dài của nó không có xuống tới cái này nên mà không cần phải cắt nhiều. Tóc con kem này thì nó cũng đã có độ tầng sẵn rồi ha. Rồi các bạn chia ra không có giữa. Các bạn cắt trước. Coi nó có dài hay không. Nếu như mà nó không dài thì các bạn không cần phải cắt. Coi lần trước coi nó có dài nè, lần trước nó dài nè ha. Lần trước nó dài thì các bạn cắt nè.
tại vì phần này sau nó đã có độ tầng rồi. Đây, trước nó dài các bạn thấy không? Đó, mình đầm như thế này. Mình cắt. Cắt như này. Khi mà các bạn làm đồ giả đó thì nó sẽ dễ, còn lên đồ thiệt á, tóc người ta miếng nhưng mà đi chỗ khác cắt hơn đi lại gì đó, các bạn phải tùy cơ ứng biến cái bộ phận của người ta. Rồi bây giờ mình sẽ so cái phần đằng trước này với phần trước này, hai bên đều nhau, độ tầng của nó đều nhau đó, mình so nó đều nhau hay không đó. Ví dụ mà nó chưa đều nhau thì mình phải xử lý trong quá trình mình cắt. Khi mà các bạn cắt nó sẽ so, các bạn so đều nhau. Đó, khi mà mình cắt xong mình so lại, cân chỉnh lại nè. Đó, chỗ nào còn dư tóc nè, mình cắt nè. Cắt cao liên kết nè, cắt cao liên kết lại nè ha. Mình sẽ cầm so như thế này ha, để tay như thế này mình cắt nè. Lúc nào còn như mình cắt bấm nhẹ thôi, cắt nhẹ thôi, bấm nhẹ thôi, không có cắt hết những khúc này nha các bạn nha. Tại vì khúc này mình đưa về như thế, mình cắt là mình chỉ là so nhẹ để mình cắt tỉa cái phần đuôi của nó nhẹ bớt thôi nha. Các bạn không biết mới vô thấy nó dư á, mình cắt hết luôn nè, mấy khúc này nè. Nếu như mà nó dài á thì mình sẽ cắt này nè, khúc này nè, cắt nhẹ lên cho nó có độ lài lên. Rồi. Đó. Các bạn tương chỉnh thì các bạn cắt cái nọ này thôi để cho nó liên kết. Nó liên kết phần nọ với nhau ha. Rồi. Đối với lại cái máy tóc này á, các bạn có thể kẹp cúc vô. Đây là mình sẽ làm theo dạng bồ câu, hình cánh bồ câu, mình kẹp cúc vô, xoe. Đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ so cái độ tầng. Đây. Cái quan trọng thì mình sẽ so hai bên độ tầng nè, hai bên độ tầng này quan trọng nè, tại vì nó sẽ xải về hai bên đây, không làm gì làm thì cái lớp ngoài lúc nào cũng phải bằng nhau và đều nhau. Khi mà mình cắt layer á thì nó sẽ đổ theo hướng chuối như thế này đó nè. Mình xem cái phần này nè, nó dư nữa không, mình sẽ cắt theo cái phần này nè. Đó, cắt nhẹ thôi. Đó. Nha, cắt nhẹ thôi. Đó. Bây giờ độ tầm hai bên nó đổ đều nha. Rồi. Bây giờ mình chia tóc ra giữa. Rồi sau đó mình sẽ kẹp cúc qua hai bên. Còn nếu như mà các bạn tỉa tóc đó, thì các bạn phải lấy cái tỉa, các bạn tỉa ha. Bây giờ mình sẽ chỉ cái phần cắt trước.
Còn đối với những phần tóc bồ câu này á, các bạn phải lấy cái tỉa, các bạn tỉa mỏng nhẹ rồi đuôi lại cho nó mềm lại, không bị dày, tóc bồ câu nó mới đẹp nha các bạn. Rồi thì bây giờ mình cũng đã hoàn thành xong cái phần tóc bồ câu. Tóc bồ câu sẽ lên tầng thấp ha, sau đây tầng đó, tóc bồ câu tầng đây ơi. Tóc này thì nó là bầu thôi nha, nó không có nhọn nha các bạn đó. Tóc này chỉ là bầu thôi chứ nó không có nhọn nha đó. Độ tầng của nó không có nhiều ha, không có lên cao nhiều ha đó. Rồi quay vòng đi. Rồi tối nó sao? Bên đây nó sao? Nếu như các bạn không hiểu thì các bạn có thể comment bên dưới cho mình để mình có thể chỉ cho các bạn nhiều hơn ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thêm những bài kiểu mới như tóc bóp, tán, chiếc lá.